mai 14 tháng 2 rồi đấy. Vậy thì ngày mai anh sẽ dành cho em một ngày thật đặc biệt. Mai 14 tháng 2 đấy. 14 cái bíp ý. 15 game tiểu ngạo mới có thông tin mới cơ mà. Ngáo ạ. Lần đầu gặp nhau, phút giây ngập ngừng, dù đôi tim đã gieo mừng, tay cầm tay muốn nói mà tìm chưa thấy tiếng yêu. Mama.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì. Rồi nói cho em nghe một câu thôi. Mười lăm game tướng ngạo mới có thông tin mới rồi mày. Ngạo à?